Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho biết, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đã viết thư mời ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Cộng đến thăm Việt Nam và ông Tập Cận Bình đã nhận lời. Chuyến đi sẽ diễn ra vào ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2015. Trong tình trạng bị Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, đánh bắt ngư dân, mở rộng xây dựng các công trường sử dụng lao công Trung Quốc tràn ngập trên toàn lãnh thổ Việt Nam, người dân trong nước cùng với những người hoạt động dân sự tranh đấu cho tự do Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng phản đối chuyến đi này của ông Tập Cận Bình. Nhưng người Việt hải ngoại nghĩ gì về chuyến đi của lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc lần này? Xin mời quý vị theo dõi những chia sẻ sau đây. Sợ gì tôi mà không chấp nhận ông Tập Cận Bình đến Việt Nam? Bởi lẽ Tập Cận Bình không phải là một cái đồng minh của những người yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới. Cho nên lần này ông đến với mục đích là gì? Lèo lại cái con thuyền của Việt Nam để một lần nữa đưa dân tộc Việt Nam đến cái hòa diệt vong dưới cái sự đồng hóa của người Hán. Thì tôi thấy cái việc Cộng sản Việt Nam mời Tập Cận Bình đến Việt Nam là thấy hoàn toàn phi lý. Tập Cận Bình là chủ trương là ăn cướp đất đai và lấn chiếm ngoài biển. Vậy mà mình đưa giặc vào nhà, và tôi thấy hoàn toàn tôi không đồng ý cái chuyện này. Như quý vị biết rằng là Tập Cận Bình qua Việt Nam mục đích là để sắp xếp nhân sự cho cái đại hội đảng sang năm, mà Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái tay sai của Trung Quốc mà thôi. Cho nên là nó rất tai hại cho đất nước Việt Nam tương lai sau này. Tôi không đồng ý ông Tập Cận Bình đến Việt Nam là vì lý do tập chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam rồi. Đây là điều rất vô lý, là người ta đã cướp đất, cướp biển của Việt Nam và giờ chúng ta lại mời người ta đến nhà của mình. Quý vị nghĩ sao về điều đó? Tôi không đồng ý Tập Cận Bình đến Việt Nam. Cái bản chất luôn luôn lúc nào cũng là muốn chiếm Việt Nam để biến Việt Nam thành một cái tỉnh lẻ của Tàu Cộng. Nên nhớ rằng Việt Nam truyền kiếp là không thích Cộng sản Tàu Cộng. Thì tôi hoàn toàn không đồng ý cái việc mà chúng ta để cho Tập Cận Bình đến Việt Nam. Bởi vì thật sự Trung Quốc thì không có bao giờ tôn trọng cái tính mạng của người dân Việt Nam và giày xéo đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta không có lý do gì đón tiếp một người lãnh tụ của họ cho đến khi nào mà họ tôn trọng cái tính mạng của người dân của chúng ta cũng như là những cái tài sản và đất nước của chúng ta. Qua một số chia sẻ của đồng hương tại hải ngoại cho thấy, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể trải thảm đỏ, cung kính mời lãnh đạo của một quốc gia mà hiện nay đang xâm chiếm từng tấc đất tấc biển của chúng ta, thì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có thể tiếp tục lãnh đạo một đất nước được không? Truyền giang tường thực cho đài SP Chen từ thành phố Boston. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.